nước. Đây rõ ràng là một con đường để người dân đi lại, nhà cửa mọc hai bên. Đây là ảnh chụp con đường cách đây vài tháng. Còn đây là sau khi gia đình chị bỏ ra 158 triệu đồng, thuê người đổ một lớp đá dăm rất mỏng để bớt lầy lội. Hoàn toàn không phải là hành vi lấp mương nước thành đường đi. Cái này rõ ràng tôi phải khẳng định là đóng góp cho sự phát triển của xã. Mà xã không ghi nhận mà là phạt tôi thì đương nhiên là tôi không phục. Lãnh đạo xã Tân Thới Nhì xác nhận đã ra quyết định xử phạt gia đình.